Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi của kênh Net Media CCTV. Thưa quý vị và các bạn, giá heo hơi ngày mai 26 tháng 7 năm 2020 được dự báo sẽ tăng nhẹ ở một số tỉnh do dịch tả heo châu Phi tiếp tục gây ảnh hưởng đến nguồn cung và việc tái đàn heo. Còn ngày hôm nay 25 tháng 7 năm 2020, giá heo hơi ghi nhận đi ngang tại các địa phương trên phạm vi cả nước. Riêng ở tại miền Bắc, giá thu mua vẫn neo cao quanh mốc 90.000 đồng 1kg. Theo báo Vĩnh Long đưa tin, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 ổ dịch tả heo châu Phi tại huyện Vũng Liêm, Mang Thít và thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với tổng đàn tiêu hủy là 31 con. Trong đó, 3 ổ dịch bệnh đã qua 30 ngày, 1 ổ dịch mới phát sinh tại xã Tân Quế Trung, Vũng Liêm vào đầu tháng 6 năm 2020, tiêu hủy 15 con heo. Nhận định tình hình dịch tả heo châu Phi trong thời gian tới còn nhiều diễn biến khá phức tạp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lê Thanh Tùng khuyến cáo: trong khi chưa có vaccine phòng bệnh, người chăn nuôi cần cẩn trọng trong việc tái đàn. Chỉ những cơ sở trang trại đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học mới nên tái đàn vào thời điểm này. Còn những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nếu không đảm bảo các điều kiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, không nên nuôi trở lại để tránh rủi ro và nguy cơ tái dịch và hạn chế lây lan dịch bệnh. Hiện trên địa bàn tỉnh, tái đàn heo chưa nhiều, những người không có nhiều tiền, không phiêu lưu sẽ không mạo hiểm tái đàn nhanh. Tiếp theo chương trình là dự báo giá heo hơi ba miền vào ngày mai. Ở thị trường heo hơi miền Bắc dự báo không có biến động mạnh, giá heo ổn định mức cao nhất khu vực là 92.000 đồng 1kg tại Tuyên Quang và Nam Định. Khả năng giá heo giảm 1.000 đồng xuống mức 91.000 đồng 1kg tại Hà Nội, Thái Nguyên và Lào Cai. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 89.000 đồng đến 91.000 đồng 1kg. Tại thị trường miền Trung và Tây Nguyên, dự báo giá heo hơi ổn định trở lại. Giá heo tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 89.000 đồng 1kg ghi nhận tại Bình Định. Giá heo thấp nhất khu vực đang ở mức 83.000 đồng 1kg tại Quảng Trị. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 84.000 đồng đến 86.000 đồng 1kg. Giá heo hơi ở miền Nam dự báo giảm nhẹ trên diện rộng, giá heo giữ mức cao nhất hiện tại 92.000 đồng 1kg tại Đồng Nai. Giá heo giảm 2.000 đồng xuống mức 88.000 đồng 1kg tại Bến Tre, Kiên Giang và Long An. Các tỉnh thành còn lại giá heo chủ yếu dao động quanh mức từ 87.000 đồng đến 88.000 đồng 1kg. Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ, phần cuối của bản tin là bảng giá heo hơi của 50 tỉnh thành cả nước vào ngày mai 26 tháng 7 năm 2020. Ở Hà Nội dự báo tăng 1.000 đồng, Ninh Bình tăng 1.000 đồng, Quảng Ninh tăng 1.000 đồng, Phú Thọ, Thái Nguyên tăng 1.000 đồng, Thừa Thiên Huế tăng 1.000 đồng, Ninh Thuận tăng 1.000 đồng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 1.000 đồng, Long An tăng 2.000 đồng, Bến Tre tăng 2.000 đồng, Cà Mau tăng 2.000 đồng, Vĩnh Long và An Giang tăng 1.000 đồng, Kiên Giang tăng 2.000 đồng. Các tỉnh thành còn lại dự báo giữ nguyên giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trên đây là một số thông tin về thị trường heo hơi hôm nay và dự báo giá heo hơi của ngày mai do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.